Chào các bạn, trong clip này mình sẽ chia sẻ về chủ đề là làm thế nào để mà tiết kiệm khi bạn mới qua Canada định cư hay là qua để đi học nhé. Trước khi bắt đầu chương trình thì các bạn nhớ nhấn nút subscribe kênh của chúng tôi để cập nhật những cái thông tin mới nhất về đời sống tại thành phố Winnipeg, Manitoba nói riêng cũng như là về Canada nói chung nhé. Khi mà bạn ở Việt Nam và bạn chuẩn bị qua Canada định cư thì bạn ít nhiều cũng đã có một cái khoản tài chính nhất định rồi. Có thể rằng bạn sẽ nghĩ tới việc tại sao phải chi tiêu tiết kiệm, bởi vì bạn đã có một cái khoản tiền nhất định rồi, hoặc là đặc biệt là bạn đang có một cái dòng tiền rất tốt ở Việt Nam rồi. Thế tuy nhiên khi mà bạn qua Canada, bạn sẽ đối mặt với những cái chi phí ở Canada ấy, thì bạn sẽ thấy rằng là số tiền mà bạn mang qua ấy, nó sẽ rất là nhanh hết nếu như mà bạn không có một cái kế hoạch chi tiêu phù hợp với gia đình của bạn. Thực tế là khi rất là nhiều người qua Canada định cư, thời gian đầu đi vào siêu thị mà nhìn thấy một mớ rau ấy, mọi người thường ngán ngẩm và mọi người không dám mua rau. Đó là một cái sự thật đấy các bạn ạ. Bởi vì sao? Vì là khi mà bạn vào trong siêu thị á, bạn nhìn thấy cái mớ rau tầm khoảng 3-4 đồng, tức là nó sẽ tương đương với tầm khoảng 5-60 nghìn sau khi mà quy đổi sang cái tiền Việt Nam mình ý, bạn sẽ thấy hết muốn ăn rau luôn. Vì sao? Vì rau ở Việt Nam mình thì có 3-4 nghìn một mớ thôi. Thế nhưng mà sang đây ấy thì nó tầm khoảng 5-60 nghìn. Mà thậm chí ở Việt Nam ấy, khi mà đi mua rau ở trong các cái gọi là siêu thị sạch ấy thì cũng chỉ tầm khoảng 10 nghìn, 11, 12 nghìn là cùng thôi. Thế nhưng mà sang đây 5-60 nghìn một mớ rau là lúc mới đầu bạn sẽ rất là sốt ruột đấy. Thế thì còn nữa này, khi mà ở Việt Nam ấy, bạn đi ăn một cái nhà hàng tầm khoảng 500 nghìn một người ấy, bạn sẽ không thấy sốt ruột đâu. Nhưng mà khi mà sang bên này ấy, khi bạn đi ăn nhà hàng ấy mà tầm khoảng 20 đô thôi là bạn cũng đã sốt ruột đấy. Đây là mình lưu ý là những cái trường hợp là các bạn mới sang nhé. Những cái người mà ở đây người ta có thu nhập ổn định, có dòng tiền ổn định rồi thì mình không có bàn tới, vì khi mà họ có cái dòng tiền ổn định rồi ấy, thì những cái chi phí đấy nó rất là nhỏ nhặt thôi. Thế nhưng mà đây là mình đang nhấn mạnh vào việc là các bạn mới sang nhé. Hay là thậm chí ấy, có những em du học sinh ấy, lúc mà ở Việt Nam ấy thì không có quan tâm đến cái vấn đề là chi phí và gần như là không biết tiết tiền của bố mẹ đâu. Thế nhưng mà khi qua Canada ấy, đối mặt với cái việc chi tiêu hàng ngày ấy, thì một cái tin tốt là các em bắt đầu biết xót tiền của bố mẹ đấy. Đó là một cái tin tốt lành. Thế thì tại sao bạn lại gặp phải cái tâm trạng rằng là bạn không dám ăn rau này, hoặc là chi tiêu cao một chút là tầm khoảng 20 đô là bạn thấy sốt ruột chẳng hạn, ví dụ như thế. Là bởi vì như thế này, khi mà bạn mới sang, bạn chưa có công việc ổn định, bạn cảm thấy lo lắng về cái cuộc sống trong tương lai chẳng hạn, hoặc là bạn thấy rằng là bạn không có cái dòng tiền vào mà cái tiền tiêu ra hàng tháng nó cứ đều đặn như vậy. Nếu như mà bạn phải đi thuê nhà thì hàng tháng bạn cứ phải trả mỗi khoản tiền 1.000 đến 2.000 đô. Mình thấy rằng là cái tiền thuê nhà ấy nó sẽ chiếm khoảng 1 phần 3 cái tổng chi tiêu hàng tháng của bạn. Nên nếu như mà bạn có đi thuê nhà ở Canada mà vào các công ty chuyên nghiệp ấy, bạn sẽ đừng có ngạc nhiên khi mà họ hỏi cái tổng thu nhập của bạn nhé. Và cái hồ sơ của bạn có thể sẽ được duyệt nếu như mà cái tổng thu nhập của gia đình bạn lớn gấp 3 lần cái chi phí tiền thuê nhà. Có nghĩa là nếu bạn thuê cái nhà đấy là 1.000 đồng thì cái tổng thu nhập của bạn tối thiểu cần phải là 3.000 đồng một tháng. Đó, cái tiền thuê nhà nó chiếm 1 phần 3 cái tổng chi phí sinh hoạt gia đình hàng tháng rồi đấy các bạn ạ. Thế còn những cái thành phố lớn ấy thì cái tiền thuê nhà nó sẽ cao hơn, nó không phải là 1 phần 3 cái chi phí hàng tháng nữa mà nó có thể là 1 phần 2 chi phí hàng tháng chẳng hạn. Tùy các cái thành phố khác nhau mà tiền thuê nhà nó sẽ chiếm khoảng 1 phần 3 đến 1 phần 2 chi phí sinh hoạt gia đình hàng tháng. Khi mà bạn chưa có cái dòng tiền ổn định hàng tháng ấy thì những cái khoản chi nho nhỏ, ví dụ như là mua rau hay là đi chợ hàng ngày ấy, nó sẽ có thể khiến cho bạn sẽ sốt ruột đấy. Thế thì bây giờ mình sẽ chia sẻ những cái cách làm sao để mà bạn có thể tiết kiệm chi phí sinh hoạt gia đình
trong cái thời gian mà bạn mới tới, khi mà bạn chưa có cái thu nhập hàng tháng nhé, cũng như là bạn chưa có một cái dòng tiền ổn định hàng tháng, cái chi phí mà bạn nhìn thấy thường xuyên nhất là cái khoản đi chợ hàng ngày. Bởi vì tiền trong tài khoản của bạn nó cứ ra hàng tuần chứ nó không ra hàng tháng như tiền thuê nhà hay là tiền bill điện nước. Vậy làm thế nào để mà bạn tiết kiệm được cái chi phí đi chợ hàng ngày này? Dưới đây là một số những cái gợi ý nho nhỏ mà mình giúp cho các bạn có thêm thông tin nhé. Khi mà đến Kara ấy, thì bạn nhớ là tải những cái app mà giảm giá của các cái siêu thị, cửa hàng. Bởi vì thường ý, mỗi tuần các cái siêu thị họ sẽ có những cái chương trình khuyến mại riêng cho những cái thực phẩm riêng. Thế nên là khi mà bạn có cái app như vậy, bạn sẽ có thể cập nhật được những cái thông tin, những cái thực phẩm mà trong tuần đó họ giảm giá. Vậy theo cái app giảm giá đó thì bạn sẽ có thể lập được cái thực đơn trong tuần để tận dụng được những cái chương trình giảm giá của các cái siêu thị. Cái gợi ý thứ ba nữa là thay vì mua rau củ quả tươi thì bạn có thể mua rau củ quả đông lạnh nhé. Những cái rau củ quả này thì cũng đã được cấp đông để mà đảm bảo về cái chất lượng rồi. Thế nên trong cái thời gian đầu mà khi bạn mới qua ấy, thì bạn có thể nghiên cứu đến cái việc là mua rau củ quả cấp đông này để mà đảm bảo về cái dinh dưỡng hàng ngày cho gia đình. Cái gợi ý thứ tư nữa là bạn nên đi mua thịt cá với lại số lượng lớn ở những cái nơi bán như là Costco chẳng hạn. Ở Costco ấy thì họ bán thịt cá và các cái thực phẩm khác với số lượng rất lớn. Nó giống như kiểu Metro của mình ấy. Thế nhưng mà nó có cái giá rất là tốt. Vì vậy bạn có thể là nghiên cứu tới Costco để mà mua thực phẩm nguyên cho một tuần hay là nguyên cho 2 tuần gì đó, thì tùy cái công việc mà bạn có thể thu xếp được. Bạn nên lập kế hoạch đi chợ một tuần một lần thôi nhé. Điều đó có nghĩa là cứ trong tuần ý, bạn nhớ ra những cái gì cần mua hoặc sắp hết ý, là bạn liệt kê nó xuống. Để khi mà đi chợ ý, bạn sẽ đi một lèo và bạn nhặt được hết tất cả mọi thứ luôn. Vì sao? Vì khi bạn đi chợ mà lắt nhắt trong tuần ý, thì nó sẽ khiến bạn phát sinh rất là nhiều. Mình nói ví dụ như thế này thôi. Nếu như bạn quên mua một cái bình sữa chẳng hạn, và mục đích là khi bạn đến bạn sẽ mua được cái bình sữa, nhưng thực tế là khi bạn đi ra thì nó không chỉ có cái bình sữa đâu, mà nó còn có rất nhiều những cái thứ khác nữa. Thế nên đó chính là cái lý do mà các bạn nên có một cái kế hoạch để mà đi chợ mua sắm một lần thôi, chứ đi 2-3 lần thì cái tiền nó phát sinh lên bạn sẽ không thể kiểm soát được. Và cái việc đi chợ tuần một lần ý thì nó sẽ giúp cho bạn có một cái lợi thế là như thế này nữa. Tức là nếu như mà bạn đi chợ một tuần một lần thì cái việc kiểm soát để mà thanh toán cái hóa đơn ý, nó sẽ thuận tiện cho bạn rất là nhiều. Ví dụ như là một tuần đi chợ một lần thì một tuần bạn chỉ cần một lần để vào ngân hàng để trả cho cái tiền hóa đơn đó. Nó sẽ giúp cho bạn kiểm soát được cái chi tiêu của bạn này. Đồng thời nó cũng sẽ giúp cho bạn không bị quên bất cứ một cái hóa đơn nào. Nếu như bạn cứ mua lắt nhắt từng thứ một ý, thì có thể là làm cho bạn rất là khó theo dõi những cái khoản chi tiêu của bạn. Cái việc đi chợ mà thanh toán hàng tuần ý, mỗi tuần một lần ý, nó sẽ giúp bạn xây dựng cái điểm tín dụng của bạn rất là nhiều đấy. Bạn nhớ lưu ý nhé. Cái chi phí thứ hai mà bạn cần cân nhắc đó là các cái chi phí để mua các cái vật dụng gia đình hay là mua quần áo giày dép chẳng hạn. Đối với quần áo giày dép ý, thì bạn nên mua trái mùa này. Nếu như bạn không phải là các cái tín đồ về thời trang thì tốt nhất là bạn nên chờ để mua trái mùa. Vì sao? Vì khi mà trái mùa ấy thì thường các cái cửa hàng họ sẽ giảm giá rất là sâu, khoảng 70-80% luôn. Điều đó có nghĩa là nếu như bạn mua trái mùa thì bạn sẽ tiết kiệm được một khoản tiền rất là lớn. Thế thì khi mà bạn mới sang ấy, đặc biệt là về quần áo ấy, mà bạn chưa có quần áo để mặc trong cái mùa đông đầu tiên ở Canada ấy, tất nhiên là bạn sẽ mang quần áo Việt Nam qua rồi, nhưng mà cái quần áo Việt Nam ấy thì nó chưa đủ được cái độ ấm và độ dày để mặc ở đây. Thì bạn có thể tới những cái cửa hàng đồ cũ để mà mua nhé. Ví dụ ở đây có rất là nhiều những cái cửa hàng đồ cũ, ví dụ như là Thrift Store này hay là Value Village này, kiểu như vậy. Với trẻ con thì bạn sẽ có những cái cửa hàng về trẻ con để mà chuyên mua những cái đồ cũ. Nó sẽ tiết kiệm cho bạn rất là nhiều đấy. Bởi vì một cái áo khoác ở đây này,
khi mà bạn mua nguyên giá của nó ấy thì nó tầm một độ khoảng 100 đô la chẳng hạn. Nhưng mà khi mà bạn vào những cái cửa hàng đồ cũ thì bạn mua chỉ còn tầm khoảng 15 đến 20% thôi, ví dụ như thế. Thế còn với những cái vật dụng ấy, nếu như mà bạn mới thuê nhà mà cái căn nhà đó nó lại chưa có cái đồ dùng cá nhân chẳng hạn, chưa có bất cứ một cái thứ gì trong nhà mà bạn đi mua đồ mới cho cái căn nhà đó thì nó cũng là một cái khoản khá là tốn kém đấy các bạn ạ. Bởi vậy, bạn có thể đến những cái cửa hàng đồ cũ này, hoặc là bạn có thể tranh thủ cuối tuần trong thời gian mà bạn chưa có việc làm á, mà bạn còn đang nhiều thời gian để mà khám phá ấy, thì bạn có thể đi garage sale này. Đó thực sự là một cái nơi để mà bạn có thể mua sắm được những cái đồ cho gia đình mà với một cái chi phí rất là tiết kiệm. Còn đi garage sale như thế nào ấy thì trong một clip trước mình cũng đã làm rồi, các bạn có thể tham khảo thêm nhé. Cái nơi thứ ba nữa mà bạn có thể mua được giá tốt này, đó là ở Dollarama nhé. Bạn vào Dollarama, ở đây thì các cái thứ nó tầm độ khoảng 4 đồng trở xuống thôi. Ví dụ như là mình thấy mua bát đĩa ở đây chẳng hạn cũng đã là khá rẻ rồi. Nếu như ở bên ngoài ấy, thì bạn có thể là mua hàng hóa, mua một cái bát chẳng hạn với cái giá độ khoảng 4-5 đồng một cái bát, thì bạn cũng có thể qua Dollarama để bạn mua tầm khoảng 1-2 đồng thôi chẳng hạn. Mình thấy chất lượng cũng ok, không có vấn đề gì cả. Thế cho nên là nếu như bạn muốn tiết kiệm ấy và bạn không quá cầu kỳ về cái chất lượng ấy thì bạn có thể tới Dollarama nhé. Thế còn trong những cái trường hợp mà các bạn quá là dư dả về tài chính rồi, hoặc là bạn có một cái dòng tiền thu nhập cũng đang rất là ổn định rồi, thì có thể là bạn sẽ bỏ qua những cái cách như vậy và bạn hướng tới những cái việc là mua hàng chất lượng ngay. Vì mua hàng chất lượng thì thực ra là tiền nào của nấy thôi. Mua hàng chất lượng thì nó vừa đẹp này, nó vừa bền hơn chẳng hạn. Thì đó là tùy thuộc vào bạn, tùy cái lựa chọn của bạn. Cái chi phí thứ ba nữa mà bạn sẽ quan tâm đó là chi phí để thuê nhà hay là để trả góp cho ngân hàng này. Khi mà bạn mới qua thì bạn sẽ đặt mình vào một cái tình huống là nên mua nhà, nên thuê nhà hay là nên trả góp để mua nhà. Cái này thì nó sẽ tùy thuộc vào cái tình hình tài chính của bạn. Nếu như bạn có một cái khoản tiền nhàn rỗi mà bạn dự kiến không dùng đến trong khoảng 2-3 năm chẳng hạn, ví dụ đi, thì bạn có thể là sử dụng cái tiền đấy để mua một cái căn nhà nhỏ. Cái lợi ích của cái việc mua một cái căn nhà nhỏ ấy, nó sẽ giúp cho bạn không phải trả cái tiền hàng tháng. Thế, tuy nhiên, nếu như mà bạn nghĩ rằng là bạn sẽ dùng đến cái khoản vốn đó để mà làm một cái công việc gì đó chẳng hạn, hoặc là bạn có kế hoạch gần trong tương lai để mà dùng nó, thì bạn có thể cân nhắc tới việc là đi thuê nhà. Đi thuê nhà ấy, thì có thể là nó sẽ tốn của bạn độ khoảng 1.000 đến 1.500 đến 1.800 đến 2.000, hơn 2.000 tùy cái khu vực và tùy cái thành phố của bạn. Thế cho nên là đây là một khoản chi phí rất là quan trọng và rất là lớn. Thì bạn cố gắng là cân nhắc xem rằng cái cách nào nó sẽ tốt cho bạn. Ví dụ như là trong thời gian đầu, 2-3 tháng đầu chẳng hạn, thì cách tốt nhất cho bạn là nên đi thuê. Bởi vì sao? Vì đây là cái thời điểm mà bạn đang tìm hiểu về thành phố này, đang tìm hiểu về giá nhà cửa này, đang tìm hiểu về khu vực này, thì bạn nên đi thuê 2-3 tháng đầu. Thế còn sau đó bạn tiếp tục thuê hay là bạn đi mua thì nó sẽ phụ thuộc vào cái tình hình tài chính của bạn. Nhưng mà có một cái điều rằng là bạn càng giảm được ít nợ bao nhiêu thì nó càng giúp cho bạn tự do về tài chính sớm bấy nhiêu. Vì nếu mà các bạn càng nhiều các khoản nợ thì nó sẽ khiến cho bạn vào một cái guồng xoáy đi làm để trả nợ. Cái thứ tư ấy mà các bạn có thể cắt giảm được đó là các cái chi phí khác. Ví dụ như là truyền hình cáp chẳng hạn. Ví dụ nếu như mà bạn đi làm một ngày, cả ngày luôn, trẻ con cũng đi học cả ngày luôn, sau đó thì tối đến về mọi người lại cùng trò chuyện hay là cùng làm bài tập về nhà chẳng hạn, thì cái sử dụng cái truyền hình cáp ấy nó cũng không nhiều. Đó là cái khoản mà bạn có thể cắt giảm được. Nó cũng sẽ tiết kiệm cho bạn được khoảng 80-90 đồng một tháng đấy. Và cái thứ hai nữa là về cái điện thoại nhé. Cái điện thoại thì bạn lưu ý này, nếu như mà bạn không đăng ký được lúc nó khuyến mại ấy, thì nó sẽ rất là cao đấy. Nó tùy thuộc vào cái nhà mạng mà nó sẽ có một cái gói cước. Và bạn nhớ lưu ý là xem xét các gói cước đó cẩn thận. Thế còn khi mà bạn đăng ký được vào lúc nó khuyến mại ấy, thì bạn sẽ được hưởng cái gói cước giá rất là tốt. Mà mình nhấn mạnh nhé, là cước điện thoại ở Canada rất là cao, cao hơn Việt Nam rất là nhiều.
cho nên là bạn đặc biệt chú ý. Nếu như mà bạn đang quen dùng thả phanh điện thoại và 3G Việt Nam ấy, thì khi qua Canada thì bạn nhớ lưu ý tìm hiểu cẩn thận nhé. Vì nếu như là với cái thời lượng mà bạn sử dụng ở Việt Nam mà sang bạn áp dụng y nguyên như vậy ở Canada ấy, thì có thể là bạn sẽ trả một cái khoản chi phí hàng tháng cho điện thoại khá là nhiều đấy. Và điều cuối cùng quan trọng nhất này là bạn hãy quên đi cái nỗi lo về tiền bạc này. Hãy quên đi cái cách quy đổi tiền từ Canada sang Việt Nam này. Và khi mà bạn đã sang Canada rồi ấy, chắc chắn với bạn một điều rằng là bạn sẽ tìm được một công việc luôn. Và cái công việc đó nó sẽ giúp cho bạn có đủ mức sinh sống hàng ngày luôn. Ở Canada rồi thì bạn sẽ không lo bị đói. Bởi vì là chỉ cần bạn chăm chỉ, tiết kiệm thôi thì mọi thứ sẽ ổn. Kiểu gì bạn cũng sẽ kiếm được việc. Nhưng nếu trong trường hợp mà bạn cứ mong đợi nó quá cao, ví dụ như là bạn đang làm là một chuyên viên quản lý ở Việt Nam đi, và khi sang Canada mà bạn chưa muốn học hành, bạn không muốn học hành, không muốn đầu tư, mà bạn cũng mong đợi một cái công việc kiểu như vậy nữa ấy, thì nó sẽ là quá sức với bạn. Mà đôi khi sang Canada thời gian đầu ấy, nếu mà bạn đang gặp áp lực về tài chính ấy, thì bạn phải hạ mình xuống để mà đi kiếm những cái công việc nó rất đỗi bình thường. Những cái công việc mà giống như là không ai làm thì mình làm, có sao đâu. Vì khi mà mình đã đi Canada rồi thì là mình sẽ có một cái kế hoạch rồi, mình sẽ có một cái dự định trong tương lai rồi. Những cái việc mà mình làm bây giờ ấy, có thể nó sẽ không phải là cái công việc của cả đời của mình. Bạn xác định là như vậy đi, thì khi mà bạn đi kiếm việc ấy, bạn sẽ cảm thấy thoải mái hơn rất là nhiều. Khi mà bạn đi làm với một tâm thế là để trải nghiệm cuộc sống ở đây, để trải nghiệm cái cách làm ở đây, thì nó sẽ khiến cho bạn dễ dàng chấp nhận những công việc mà bạn không có mong muốn. Bởi vậy, khi đã sang Canada rồi thì bạn không có lo đói, mà chỉ lo là bạn có đủ dũng cảm để chấp nhận nó với cái thu nhập, với cái công việc ở mức nào hay không thôi. Trước đây, khi mà thế hệ cha ông mình di cư từ Việt Nam qua Canada, lúc đó mọi người hai bàn tay trắng, không có tiền bạc, không có tiếng tăm, mà rồi cuối cùng mọi người vẫn cứ ổn. Thì điều đó có nghĩa là các bạn khi mà ở cái thế hệ mới bây giờ, các bạn di cư sang Canada, thì các bạn đã có tài sản trong tay này, hoặc là các bạn ít nhất là các bạn đã có cái ngôn ngữ, có tiếng Anh tốt trong tay này để các bạn qua học này, thì các bạn sẽ không có việc gì mà các bạn phải lo lắng là liệu có kiếm được việc hay không. Thế cho nên là nhớ nhé, là khi đã qua Canada để mà có một cái mức thu nhập đủ sống ấy, thì điều đó nó không phải là quá khó. Bởi vì mỗi một người, vợ hoặc chồng đi làm, ví dụ như là ở tỉnh bang mình chẳng hạn, để mà làm cái công việc chân tay thôi chẳng hạn, thì có thể kiếm được 1.500 đến 2.000. Hai người nó có thể là được 3.000 đến 4.000. Đó cũng là một cái mức để mà đủ sinh hoạt chi phí hàng ngày rồi. Thế cho nên là bạn đừng có hoảng, đừng có sợ gì nhé. Hãy cứ vững tin lên. Nếu mà bạn đang có kế hoạch đi định cư ấy, thì sau khi mà xem clip này xong ấy, bạn sẽ hình dung thêm về những cái cách để mà giúp cho bạn giảm những cái chi phí để mà tiết kiệm cho cái giai đoạn đầu. Mình nhấn mạnh là cái giai đoạn đầu nhé, bởi vì lúc đó các bạn đặc biệt chưa có cái dòng tiền, các bạn sẽ rất là băn khoăn và suy nghĩ tới cái việc là làm thế nào để chi phí tiết kiệm. Thì đó là những cái gợi ý mà mình đưa ra để giúp các bạn có cái thêm thông tin. Nếu như mà còn bất kỳ một cái vấn đề gì mà chưa rõ ấy, thì bạn cứ comment ở phía bên dưới nhé. Chào các bạn, hẹn gặp lại các bạn trong các clip tiếp theo.